Đâu cái nào xương đâu chú quậy. Nè, cái này xương nè, cái này xương sọ nè. À, xương sọ ở đây nè. Dạ. Rồi cái này xương ống nè. Xương ống nè. Cái này cũng đầu nè. Xương sống hả chú quậy? Cái này không, đầu gối nè. Đầu gối hả? Kiểu nó sốt sốt đó. Dạ. Cái đầu gối mình đó. Là cái nguyên cái đống này là cái đống mà xương mà khi mà thiêu xong mà đổ đây chú quậy. Rồi, để đâu? Để đây đó. Tôi mần nữa. Mà tôi né tôi dòm thêm một lần nữa. Ủa? Không phải vợ mình đâu. Vợ tôi mặc bộ đồ đỏ mà bông cái này là đỏ quét vậy. Ồ, tôi biết ai già, ta chơi mình thiệt. Xin chào tất cả các bạn đến với cái video tiếp theo của Di Còi. Hiện tại thì Di Còi đang có mặt tại Sóc Trăng. Và sau lưng cả nhà đây là một cái ngôi chùa ở Sóc Trăng nha cả nhà. Ở đây thì ngôi chùa này thì mình không biết gọi là bằng cái ngôi chùa gì, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây cho cả nhà xem nè. Rất là đẹp, rất là cổ kính luôn. Hôm nay thì Di Còi có mặt ở đây để quay cho cả nhà xem về một cái câu chuyện khá là ly kỳ và khá là đặc biệt của một ông chú làm cái nghề thiêu xác. Và điều đặc biệt ở đây, cái nghề thiêu xác không phải ai cũng làm được. Đó. Nghe đến đây thôi là cả nhà cũng thấy ớn lạnh rồi đúng không? Tại sao ở đây người ta thiêu xác thì người ta không thiêu bằng điện mà người ta lại phải thiêu bằng củi? Đó cũng là một cái câu hỏi mà chưa có câu trả lời. Thì hôm nay Di Còi sẽ đưa cả nhà đến gặp chú Bảy, người đàn ông hành nghề thiêu xác ở Khmer. Phía trước cả nhà đây là cái đoạn đường đi vào nơi mà ở của chú Bảy á cả nhà. Này bây giờ Di Còi xin mời cả nhà theo chân Di Còi đi vào bên trong nhà của chú Bảy. Phía trước là cũng có một những ngôi đền và những ngôi mộ khá là cổ kính và khá là đặc biệt của người Khmer. Và bên đây cũng là cả nhà thấy cái chõng khói không? Đó, đây chính là cái lò thiêu á. Nhưng mà mình sẽ gặp chú Bảy và lúc đó chú Bảy sẽ chia sẻ cho cả nhà nghe cận cảnh và nghe thật là rõ về cái lò thiêu cũng như là cái công việc của chú Bảy hiện tại đang làm nha. Cái củi để mà thiêu những cái người mất ở Sóc Trăng, người dân tộc nè cả nhà. Mình đang đứng ở chỗ chùa nha cả nhà, chùa Khmer. Đây là cái lò thiêu nè. Rồi, giỏi xuống đây nhà chú chơi cái gì. Con nghe bà con cô bác chia sẻ là chú Bảy làm cái công việc là làm ở lò thiêu đó. Dạ. Hôm nay con rất may mắn khi được đến tỉnh Sóc Trăng và gặp được chú Bảy. Ừ. Hiện tại là chú Bảy có bận công việc gì không chú Bảy? Không, giờ này cắt cỏ này rồi là xong rồi. Dạ. Tới giờ quét dọn nó. Dạ. Rồi xong. Dạ. À, hôm nay chú Bảy có thể chia sẻ cho con cái công việc hiện tại của chú Bảy đang làm ở lò thiêu cũng như là có những cái câu chuyện ly kỳ gì để gửi đến quý vị và các bạn không chú Bảy? Chuyện là có nhiều lắm. Chuyện là... hỏi là có rất là nhiều. Bây giờ ngày mới này nè. Ngày mới bây giờ củi là chất rồi, ngày mới này là 7 giờ rưỡi là người ta ra. Dạ. Ta năn nỉ quá, bây giờ là người trong xóm không, đáng lẽ lò nó hư hết rồi, bắt đầu nó khó quá, chị không muốn nổi, nó bẻ ra, nó khói nó hơi nhiều chút. Dạ. Rồi anh em trong xóm nếu mà người ta quen ở đây hồi nào tới bây giờ đi chỗ khác là không đành, không chịu, rồi mình cũng nghĩ gì, thôi thà mình chịu khổ. Dạ. Rồi củi đứa cũng mình cũng lo luôn, đi cắt, không có rồi thì đi cắt. Cắt xong đó bữa phơi chỗ đó, chứ chỗ lò đó, bây giờ cũng chắc củi rồi. Mà phải chuẩn bị thêm một xác nữa để sửa chữa, để kế bên cho rồi. Ở đây mình đi qua lò thiêu xa không chú Bảy? Đây nè, nó. Bây giờ chú Bảy cho con cùng đi với chú Bảy qua bên lò thiêu ha. Ừ, được. Để hôm nay chú Bảy sẽ chia sẻ những cái câu chuyện ly kỳ
trong suốt nhiều năm hành nghề làm lò thiêu của mình, gửi đến cho quý vị và các bạn những cái câu chuyện, những cái góc nhìn mới về những người làm lò thiêu. Chưa gì Sơn rồi chú Bảy giới thiệu, ngày mai có 2 ca mới. Lại mà ngay rồi. Vừa sợ mà vừa tò mò mà kiểu như ôi, tôi không có sợ không đâu, hiểu tại gì luôn. Vì quen là cho thấy hoài. Cho thấy hoài luôn hả chú? Ừ, nằm có khi nằm ở đây 8-9 giờ, trời nực 10 giờ. Đó. Cái này là hỏi rồi. Cái củi này làm gì chú Bảy? Đó, để dành thiêu đó. Ui dồi ôi. Ở đây nữa. Nếu mà không vậy là làm sao mình chịu cục? Không có bằng tay, bằng lò củi không à. Mình không kiếm vậy là làm sao mình chịu nổi với người ta, mình kiếm đâu có kịp. Dạ. Của mình đi cưa. Thấy ở đây có cái chiếu là sao chú Bảy? Chiếu mấy dân người ta lại nhậu đó. Dạ. Đó. Lại ta nhậu chơi vậy đó. Ôi nếu mà anh Tình, nếu mà thiêu bằng củi thì nó chắc nó bay mùi lắm luôn. Không có đâu. Hồi nó còn kính á, đi ngang đây sợ không biết luôn, như nó buồn vậy đó. Khói nó lên trời, lên hết rồi, cái lò này nó hư rồi. Nó còn cái kia nè, cái này là mới nè. Cái này là lò cũ hay chú Bảy? Lò này cũ rồi nè. Chú Bảy năm nay nhiêu tuổi rồi chú Bảy nha? 60 rồi, 60 chẳng năm nay. Một cái lò cũ. Con cái trong nhà có gia đình hết chưa chú Bảy? Chưa, con còn nhỏ nhỏ xíu à. 38 tuổi rồi mới cưới. Cưới thêm 5 năm nữa mới có con. Đầu lòng mới được 17 tuổi rồi. Vậy là ngày xưa chú Bảy lấy vợ trễ rồi. À, lấy vợ trễ quá. Nãy con thấy chú Bảy cắt bò. Ôi, nhìn đó. Nuôi bò. Ứng ớn sao cả nhà. Bây giờ còn 3 con. Đây nè. Nhà nuôi bò đó mới được là nhà đó cắt không biết mấy lần đâu. Đó, sắp xếp vậy nè. Ồ. Lên thất của vậy đó. Cái hàng lên quá. Cái xác. Này là sao chú Bảy? Cái này mình chắc củi thế nên vậy đó, củi này là củi mồi. Củi mới mình kéo nó vô. Đẩy hàng vô trước, hàng đó nó để trên thớt đó đó. Hàng để trên thớt đó đó. Thớt đây nè. Thớt bên kia nè. Rồi mình có gác cây ngang một cây nữa, hai cây nữa cây ngang mình gác. Cũng như mình nói đà đấy. Mình gác vậy hai cây, gác ngang vậy đó. Đó. À, với đây một cái nữa. Nhiều cái nào cũng càng tốt nữa. Thí dụ cây ngay mình gác vậy. Rồi mình đẩy cái này vô trong. Đẩy vô trong cái một, bắt đầu mình hạ xuống. Rồi hồn mình thì nằm ở trên đây rồi. Rồi mình hạ xuống, nó dính đây rồi, mình hạ xuống vậy đó. Nó dính vậy đó, bây giờ nó hư hết rồi nè. Rồi nó dính vậy đó, bắt đầu mới mình đẩy cái kia vô. Đẩy cái đó vô. Vô trong này, với mình mới mình thông vô mình chắc. Cũng như mình thông vô đây vậy nè, mình leo ở đây vậy nè. Rồi mình cứ đẩy vô. Thông thường mình thiêu một cái hòm thì mình chất đầy củi hết trong cái lò thiêu này luôn hay sao chú Bảy? Không có đâu. Không có tới, không đầy đâu. Cũng như bên 6-7 khúc, bên 6-7 khúc vậy đó. Yeah. Rồi cái cục đó thì mình mồi vô. Chỗ nào siêu sót, mình mồi cái cục đó đó. Yeah. Cái đó hàng cái cục đó để thiêu là hàng người Việt đó. Cái nào đâu chú Bảy? Cái khúc cục đó đây nè. Thiêu là người Việt mình đó. Đó, khúc cục vậy đó. Còn người dân tộc nó khác nhau, người dân tộc nó xài thứ dài thứ này. Nó đủ thước tất của nó. Tại vì hàng người Việt nó bích bùng rồi, nó bự quá, nó bự hơn cái lỗ này nữa nè. Thành ra mình đâu có để cây được, mình chắc ở dưới luôn, chắc cũng như đó mà chắc cho đầy tới đây luôn. Chứ hàng người Việt mình nó bự vậy rồi. Để trên thớt thì cũng mình đẩy vô. Rồi mình đâu có chắc củi cục này được, củi dài này được, chắc củi cục không à, đó. Vậy đó, mình đẩy theo lỗ đó đó. Lỗ đó với lỗ này nè, mình dòm. Mình dòm vậy đó. Dạ thưa chú Bảy có chia sẻ là hòm người Việt với hòm người dân tộc hai cái nó khác nhau hay chú Bảy? Khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ nào chú Bảy? Khác nhau chỗ cái hàng đó nó bự. Của người Việt mình nó bự. Bự thành ra bự, nó bích lỗ này rồi. Thành ra mình không có để củi chen vậy hai bên được. Dạ. Cái đó là mình núp không á. Cái đó là một, cái đó là bằng là thứ người dân tộc hai cái mới bằng á. Tại mình cực. Mình đâu có để củi đây được. Chỉ là mình núp vô hoài, mình cứ đẩy vô hoài. Chứ sợ hết củi. Dạ. Mà trước khi hết củi mình cũng biết vậy. Tôi chỉ là lòm dòm á, lò trên cái nóc nó trên là tôi biết là hết củi chỗ nào mà tôi biết á. Nhìn ống khói hả chú Bảy? À.
nó để như vậy đó. Còn cái hòm to, cái hòm nhỏ là do cái người thiết kế cái hòm hay sao chứ vậy? Người tạo ra cái hòm. Người hòm nhỏ tại vì biết người dân tộc cái hòm nó chừng nó nhỏ xíu à, chỉ nó be lên chút xíu à, thành ra lỗ hai bên thì nó bự, nó rộng. Dạ. Nó rộng. Nó rộng rồi đẩy vô người dân tộc hòm nó lớn vậy à. Mà như nó xéo xéo một chút. Nó be be lên vậy đó, rồi cái này đẩy cây này vô gác ngang lên, lỗ này nó còn bự, mới chắc củi đó được đó. Thì mình chắc hai bên thì mình đỡ, mình đâu có khòm. Mình gác mà mình để một lần một, mình kinh nghiệm, để một lần một là mình không có sửa người ta đâu, không có đi xeo, đi sóc gì đâu á. Rồi là xong luôn á, tôi làm á. Dạ thưa chú Bảy, lý do tại sao khi người dân tộc họ mất á, họ muốn cái thước củi phải đúng cái thước tắc đó thưa đúng chú Bảy? Đúng á, đúng thước tắc mới được á. Đó nó vậy không, nó cái nào lỡ nó vậy đó, củi nó cỡ này á. Cái nên lỡ mình không có cắt làm hai. À, cực nó cỡ gì đó cỡ nó phải đúng chiều dài luôn hả? Đúng thước tắc nó mà để vô mới ngay khớp nó. Dạ. Mà cái lý do như thế nào mà đó là cái truyền thống hay là cái phong tục, phong tục hay sao vậy? Mình thiết kế mình làm á, tại dạ. Vì mình tôi làm 23 năm rồi. Dạ. Cái này tới ba cái đập cái này ra một cái rồi nè. Ừ. Đập cái này ra một cái mới làm cái này nữa. Hư cái này nữa là cái này không là 8 năm rồi đó mà cái này không á. Hồi đó còn chung với hai ba người lâu rồi. Bây giờ mấy người làm nó mắc hết rồi. Dạ. Dạ thưa chú Bảy, giữa người Việt và người dân tộc á, khi mất nhau á thì cái nghi thức mà để thiêu á, nó có giống nhau hay nó khác nhau chú Bảy? Vô đây thiêu là thứ một á, nhưng hơi cực hơn chút. Ý là con hỏi cái lúc mà tưởng niệm á, niệm mà để vô gì đó. Vô để thiêu á, nó giống nhau không? Giống thứ một á. Không có khác đâu. Dạ. Cũng người ta để vô đây rồi người ta đi vòng vòng ba vòng vậy, thứ một độc cũng giống nhau. Tại vì con có được anh chị bà con cô bác á, cũng là người dân tộc nè, chia sẻ với con đó là khi mà người ta thiêu á và người ta sẽ đọc một cái kinh để trói cái người mất á, là sao chú Bảy? Người ta nói người ta đọc cái đó, người ta đọc đàng hoàng xong xuôi cũng như là cho phù hộp. Dạ. Thiêu mắt đây, đã già mắt đây rồi để làm cho tốt đẹp để mau lên đầu thai á, vậy đó. Chứ không có mà cái gì mà khác riêng, cái gì mà khác với nhau đâu. Dạ sợ. Thứ Bảy, con thấy á, những cái lò thiêu á, tại sao lại để ở trong chùa Nam Tông Khmer của thứ Bảy? Nam Tông, Bạc Tông vậy đó. Đọc theo là đúng, là người biết chữ là ta biết là đúng chữ, chỉ là nó xéo xéo một chút à. Nó hơi tiếng, nó hơi cũng như nó hơi cà lâm chút kìa, cũng là đọc là cũng là giống nhau à. Ý là con hỏi tại sao cái lò thiêu lại đặt ở trong chùa á chú? Cái này ha, trong chùa này là cũng như là tại vì tập thể trong chùa này. Dạ. Chứ ngoài đâu có tiền mà đầu tư, cái này là cũng nhà nước đầu tư cho không à. Dạ. Đâu có dân trong chùa này mà đâu có tiền đâu mà đầu tư là cái này. Dạ. Nhà nước. Con đi cũng nhiều nơi á. Chỗ nào? Những ngôi chùa dành cho anh chị mà con cô bác người dân tộc nè, thì ở trong chùa nào cũng có một cái lò thiêu giống như vậy. Có. Dạ. Cái đó là cái phong tục luôn đúng không chú Bảy? Đúng, phong tục là phải có vậy. Thí dụ nếu mà người nhà người ta cũng có thiêu ở nhà người ta vậy, mà những người mà mấy người không có đất. Dạ. Chỗ nào cũng phải là có hết trơn. Dạ. Dạ thưa chú Bảy, khi mà thiêu một cái quan tài như vậy thì nó mất cỡ khoảng bao lâu chú Bảy? Có khi người dễ có khi 2 tiếng cũng có, 1 tiếng 45 phút cũng có. Ăn thua mình sắp củi, rồi phải coi thân người đó là thí dụ là người đó uống thuốc nhiều hoặc là vô nước biển nhiều. Nó có cái khác đó, nhau ở chỗ nào? Khác á, tại vì nó vô phổi nhiều, rồi bệnh phổi, thí dụ đó, tim hay gì đó, chích ở nằm ở bệnh viện hoài đó, lâu đó, thành ra chích nước biển nhiều với uống thuốc nhiều, nó lâu phổi, cái phổi mình nó hơi lâu. Nó... Cái gì nó đi mà cũng như còn phổi, nó cũng còn nó mình nó hơi lâu một chút. Dạ. À, nó vậy đó. Dạ thưa chú Bảy, con có được anh chị mà con có bác chia sẻ là khi mà thiêu á, có những người á, họ đốt con trái là sao chú Bảy? Đốt con trái là cũng có lý do, không trái, phải trái mà những nó lâu. Có khi củi nó ướt, có khi sắp vô không đúng cách. Dạ. Cũng như thí dụ củi người ta nói người ta đặt đây là 12 khúc. Còn người không mấy gì gành, không gành là cũng có. Nhầm cái mấy người không gành, ta để có 12 khúc, mình để 16, 17 khúc.
nó bít bung mẻ rồi, đâu chỗ nào mà thông đâu, củi không, dòm thấy là toàn là củi không, không có chỗ thông. Còn tôi để vô nó chỉa vậy nè, xác mình là nằm trên cây, gió nó phà hết củi, tôi bắt đầu tôi đẩy ở dưới vô, không có dính líu chỗ nào hết trơn, nó thổi vô cũng như là rồi nó mau khắp kỳ. Còn người không biết á, đẩy cứ đẩy vô trên thân người ta, đẩy bậy bạ, miễn là thấy củi nhiều nói hay, không có phải củi nhiều mà hay đâu, ăn thua mình kinh nghiệm. Cách đây vài ngày con có ghi hình một trường hợp ở bên Trà Vinh á, thì người nhà của nạn nhân chia sẻ là trong lúc khiêu toàn bộ cơ thể cháy nhưng mà cái phần đầu với cái phần ngực nó không cháy, là do cái anh đó ảnh còn cái tâm nguyện và những cái hoài bão của ảnh chưa có làm được nên vì vậy anh không cháy, là đúng không chú Bảy? Cái đó cũng có nữa. Dạ. Cũng có những cái cũng nhiều cách lắm nè, chỗ này nè, thí dụ chỗ này nè mà đem vô ha, cửa nó đóng là đóng vô, đóng mở ra mở vô thì thường xuyên, mà đừng có chủ nhà mà dân ở nhà anh em mà gầy lộn á, gầy lộn tầm bảy tầm bạ cửa này đóng không vô luôn á, không vô luôn. Mà dám cả về tới đây mà đẩy vô rồi bắt đầu ăn nhậu đá cãi lộn tiền bạc cái này cái kia, rồi thí dụ 2 tiếng là nó lên tới 3 tiếng mấy 4 tiếng đó, nó lâu dài nữa, kéo dài ra. Vậy mà xác đó thấy vậy thấy mắc rồi chứ không phải dễ đâu á, làm cho mình khó lò này muốn rửa lần muốn chết đó chứ không phải dễ đâu á. Dạ thưa chú Bảy, khi mà cái lò này đóng cửa lại thì ở trong này nó đang đốt cháy, vậy thì mình muốn nhìn bên trong cái lò để coi nó đốt cháy hết chưa, thì mình nhìn từ hướng nào chú Bảy? Biết nó mà dọn cái này nè, tới là nó gần hết rồi đó, mình mở cái đó. Dạ. Mở cho anh em ta coi. Dạ. Kéo ra mở cho coi rồi còn chỗ nào sơ sót không. Dạ. Mở cho anh ta coi, mở cái lò đó, mở cái đó luôn. Dạ. Nếu mà nó gần hết rồi là lửa là cũng như là mình cũng như là nồi cơm người ta thôi, cũng như là còn than với đó mình kiều lại để gần kê lên vậy đó, cũng như mình nướng, cũng như nói mình nướng con cá để thí dụ á, còn nhỏ đó mình tưởng vậy đấy. Rồi mình kê vô đàng hoàng mở ra cho anh ta coi. Là cái phần hài cốt là nằm trên cái phần xe đẩy đó đúng không chú Bảy? Cốt nằm ở đó đó. Chừng nào cháy hết hàng bắt đầu cốt đó nó hạ xuống nè, gớt xuống rồi. Gớt xuống nằm trên thớt đó đó. Mà gớt xuống phải cây mình nằm trên cây mình luôn á, cây củi mình á, chứ không phải gớt cái bịch màu xuống tới đây rồi mình đi khều lên sao móc sao được. Người ta làm cha mẹ người ta đâu cho mình để móc khều dòm thấy xấu lắm á. Xác mình gớt xuống chỗ đó là phải là gớt xuống nằm trên cây gì đó, cây nặng gì đó, cũng như là nặng mình đó. Rồi cây đó mới cháy, mà nó cháy lên cũng nằm sát cái bịch vậy rồi làm sao mà cháy được, cũng nằm sát gệt rồi. Thứ đó mà không biết chắc củi chắc cái kiểu đó mới nó lâu đó. Như là nói 2 tiếng lên 4, 5 tiếng luôn á. Tại vì nó đâu có thông. Ngõ thấy vậy chứ đừng nói thấy vậy chứ không phải tay ngang, ôi khóc luôn. Những có người mà bệnh sơ gan cổ trướng một cái là không biết là khóc luôn, không biết sửa làm sao, cái gì làm sao. Nó ra tùm lum tùm la, không biết cách sử dụng là chết luôn. Dạ thưa chú Bảy, từ những ngày đầu tiên khi mà mình đi làm cái công việc đứng nghề lò thiêu là do mình có duyên hay là mình cảm thấy cái công việc làm nghề lò thiêu này nó đủ nuôi sống bản thân mình chú Bảy? Theo mà cái vụ sống này không có đúng làm cái nghề này đâu có đủ sống đâu. Một xác vậy có khi người ta giàu có vậy đó, ta cũng co cỡ 1,5 triệu. Dạ. Nhưng mình bao đầy đủ củi, dầu, còn bất cứ gì mình toàn bộ. Thấy 1,5 triệu có người ta không có, 1,000,000 có người ta không có nữa, 800 tính ra tôi cũng kể như là tại sự lòng tôi mình tốt, tôi cũng không nói luôn đó. Nhưng mà cơ duyên nào đưa chú Bảy đến với cái công việc không, làm lò thiêu? Không, cái này là người ta bầu à, dân bầu á, chủ chùa bầu á, chứ đâu phải mà muốn làm vậy là làm được đâu. Cái này người ta bầu á. Có nghĩa là theo cái phong tục được bầu á ha. Bầu á, người ta bầu á. Bữa giờ tôi làm mấy năm mà nếu mà mình làm không đàng hoàng nó hư mắt mẹ, đây lửa không làm sao mà chịu nổi. Mình làm kỹ lưỡng, thấy không? Nổi củi không có dư một chút nữa. Làm sạch sẽ là hết bao nhiêu là hết luôn. Cái này là bầu chứ không phải đâu á, lục cả bầu chân bầu lên. Bầu cho tôi rồi tôi muốn kiếm người nào thì kiếm, mà nhưng là làm sao ý là làm như là chú vậy đó.
giống như tổ trưởng à, vậy đó. Mà kêu người ta không có dám làm. Tại sao vậy chú? Trời ơi, đi ngang đây người ta còn không dám đi nữa. Ở đây ban đêm mà nó vắng te luôn à. Chỉ là con của chú đi tới đi lui, hồi đó nó có chưa có truyền hình, nó đi 9-10 giờ nó lại, thằng này đi thằng kia lại rồi vô nhà. Thằng này đi thằng kia lại là sao chú? Đi coi phim, tại nhà mình không khó rồi đó. Nhưng mà sao người ta không dám đi ngang cái lò thiêu chú vậy? Ta sợ. Có câu chuyện gì nó đặc biệt có, cũng có vậy, cũng nhát người ta vậy. Chú Bảy kể một cái câu chuyện mà người ta bị nhát cho con cùng với quý vị khán giả được biết đi chú Bảy. Mà nhát tôi, làm tôi thì nhiều mà nhưng tại vì tôi không sợ. Có khi tôi đi ngang gì đó ha. Tôi đi ngang vậy khoảng cái chừng như 9 giờ mấy, 10 giờ đấy. Dạ. Ngủ quên gì đó. Bắt đầu hết thuốc hút, tưởng còn sớm. Đi, cũng như làm có người ở trong đây vậy. Cũng như giặt lộn. Bụt bật. Cũng có, mình tưởng mà mình nghe, đứng lại mình nghe. Làm nhầm cái, cũng như ở trong đây cũng có hai người mà giặt lộn vậy đó. Lại trong cái lò thiêu luôn á. Ừ, mà ban đêm chứ không phải ban ngày á. Bụt bật gì đó. Ừ, rồi, vậy chú? Rồi tôi cũng đứng vậy. Tôi đứng coi, đã rồi tôi đi. Hết. Mà nhưng không cho tôi sợ đâu. Mình chỉ nghe tiếng động thôi, mình không à, có tôi cũng đứng đó. Là tôi coi, tôi biết. Nhưng tôi coi. Nhưng mà chú Bảy đi, ở cái đường đi ra ngoài kia xa lắm mà chú Bảy nghe cho tay luôn. Đi đây nè. Rồi. Trời ơi, muốn cho nghe quá, đâu là cũng cho mình nghe, cho mình thấy hết trơn á. Đây nè, đâu có xa. Đường này nó, đường đó, nó vô đó. Mà nghe luôn ghê. Mà ngồi làm bụt bật, cũng như là người ta thử mình vậy đó. Rồi tôi đi em ghe mua thuốc gì, lâu lâu làm cũng như mấy người ăn nhậu mà nói cũng như là không có thuốc hút đó. Dạ. Cái cũng thấy cũng như đèn mà đèn cốc nó mờ mờ vậy, đỏ đỏ, nó gà theo xung quanh đây. Tôi ngồi đó tôi dòm thấy xung quanh đây, tôi dòm đã mắt. Mà thấy người ta ngồi hả chú Bảy? Làm cũng như không, như tưởng người ta mà đi kiếm tàn thuốc hút vậy đó. Cũng như đèn là đèn pin, mình muốn hết pin đó, nó gà tới vậy đó. Đi xung quanh ở đây đó. Tại mình làm việc đây mình biết. Rồi còn sao nữa, câu chuyện này mới nhiều quá tôi nhớ. Có khi tôi đi ngang đây đó, làm như trái banh vậy đó. Chạy lại theo mình luôn á. Một cái banh vậy chạy nghe sụt sạc xung quanh mình đó. Rồi bắt đầu mình kiếm đây không có, mình kiếm ở đây có, mình cũng quên luôn. Có đường pin trong tay mà nhầm cái quên luôn á. Lo cái lo gì đó. Tôi xịt ra không có gì hết trơn. Rồi tôi đi. Nó có đủ thứ hết trơn á. Mới bữa hổm này không có lâu đâu. Mới bữa hổm khoảng có chừng cỡ một tháng nay à. Tôi đi mần ứng cái giờ này nè, tôi cũng vô là làm hút bò. Hút xong rồi nó quên mua người ta mua dầu. Mua dầu bắt đầu nói vậy đi mua đây. Hai mẹ con ta đây đi ra. Tôi lo dòm tới dòm luôn hồi. Tôi giật mình, ủa dòm thấy người ta lại. Thấy vợ tôi lại. Ủa lại mà không có nhỏ. Bắt đầu tôi lo quay vô đây, mới tôi giật mình lên đó trời. Vợ tôi mặc bộ đồ là đỏ mà bỗng cái này là đỏ quét vậy. Mà không thấy nhỏ, nhìn đi một lần nữa không thấy ai hết trơn. Rồi ra trời nữa rồi. Mà xung quanh dân đây người ta có thấy không chú? Đâu có thấy, ở đây đâu có ai mà dám lại đây đâu. Giờ cả già này nha, nó ở đây nè. Là cái ngày hôm đó chú nhìn thấy một cái người phụ nữ mặc bộ đồ màu đỏ luôn hả chú? Vợ tôi thì đi ra, tôi thấy là vợ tôi đi ra mà tới trở lại mà vô, mình thấy cũng vợ tôi vậy. Mà nhưng mình mới giật mình lại, tao đâu mình dòm cái một, bắt đầu mình lo mần chỗ này nữa rồi. Dòm đi một lần nữa mới tôi giật mình nói trời, vợ tôi mặc đồ bộ này là đỏ mà bông, mà cái này là đỏ quét vậy. Rồi không thấy nhỏ, giật mình lại, coi lại cho kỹ. Mà không có thấy ai hết trơn. Là nguyên bộ đồ đỏ chét luôn á ha. Đỏ. Nhưng mà chú có thấy mặt không ha? Đâu có, chỉ là thấy sọ, thấy trắng cũng như vợ mình vậy. Mình tưởng thấy vậy đó, cái hình tướng là vợ mình mà. Nhưng mà tóc dài hay tóc ngắn chứ? Tóc dài. Tóc cũng như vợ tôi vậy đó, nói chỉ là khác cái mặt. Cái áo đỏ thôi. Rồi nhưng tôi mà lúc đó cái người phụ nữ đó là đi trên mặt đất hay là đi á, đi đàng hoàng, đi. Đi bình thường luôn. Hồi xưa nói đi là trên không có đâu, tới mình dòm thấy và tại vì tôi làm khòm khòm vậy, tôi dòm vậy thấy là dở mà.
tôi thấy vợ tôi đàng hoàng, mới tôi sau này mới tôi lo khòm khòm, mới tôi giật mình lại, ủa nãy nó mặc đồ một bộ đỏ mà bông, lần này sao mà thấy đỏ quét vậy, rồi thấy không thấy nhỏ nữa, gắn dòm cho kỹ chắc lại tới hồng thấy luôn, nói giờ trời tôi nữa rồi, dòm thấy hoài, mà tôi ít dám ít nói với dân đây lắm, người ta sợ nhiều. Bữa vậy nhà tôi người ta muốn lại mời tôi, người ta đứng chỗ cầu không á, chừng nào thấy chó sủa hay hoặc ở nhà mở cửa mới đi vô á, không thôi la không à. Ghê chú. La người ta sợ, ù gửi người ta không dám gửi đâu, người ta mời không á, bây giờ cấp này hồi bệnh tới bây giờ không có ai, không có đám đâu, không có đám, đám tôi cũng đi đó, tôi gửi. Nhưng mà gửi. Cái ngày mà chú thấy cái cô gái mặc áo màu đỏ mà chú tưởng nhầm vợ mình đó, lúc đó là mấy giờ chú Bảy? Khoảng cỡ chừng cỡ giờ này, cỡ 5 giờ mấy, cỡ giờ này vậy đó. Giờ này mấy giờ mấy mà thấy luôn đó hay chú? Thấy giờ là cỡ giờ này vậy. Còn vợ tôi nó thấy xưa. Vợ tôi nó đâu có sợ. Trời ơi 6 7 giờ 7 8 giờ nó đi, nó lên xuống thường xuyên. Có khi hết dầu đi mua dầu, dầu lửa. Là vợ chú không có sợ hen. Không sợ, tôi không sợ, vợ tôi cũng đâu có sợ. Con tôi nó còn không sợ, nó lấy gì mà nó sợ, cha vậy nó đâu có sợ. Bây giờ cũng nhờ mà anh thằng Vân giúp cho, bây giờ được vô có đèn đuốc rồi, tình hình coi rồi thấy là nó đỡ, nó khỏe lắm. Bây giờ nó thấy khỏe, mình thấy cảm thấy là con mình nó vậy, nó ăn học rồi nó thoải mãn hơn nữa. Mà được, tại bây giờ nó đi học xa xa không tốt. Dạ thưa chú, con nghe mọi người dân xung quanh chia sẻ là cách đây vài tháng đó chú có thiêu một cái nhân vật nữ mà bị chết oan đó chú Bảy. Có. Và lúc đó rất là nhiều người dân xung quanh ở đây chia sẻ là cái oan hồn của cô đó rất là linh, là sao chú Bảy? Có một người đó hồi nãy chú quên nói tới vụ đó nữa, mới thiêu cô đó ở Kinh Sáng đây này, là cô rồi hỏi liền cái cô bị chết ở Tây Ninh đó phải không? Dạ đúng rồi. Mới vô đây theo bữa đó, cụ đó là vừa lại là mấy người YouTube này cũng lại nữa, mới thấy là thực tế luôn á, mới đem lại theo mấy con đêm mà theo mấy con đêm mà mời là tương kia nó đi bằng hải sản đây nè, ui người ta lại người ta thấy đứng ở đó, đứng chỗ cái đường vô đó, đứng chỗ nào chú Bảy, sao chú Bảy? Đó đường vô đây nè, đường chỗ người ta dưng vô đây nè, nhà mát đó, đó cổng đỏ đó. Trời ơi người ta thấy người ta sợ, người ta chạy muốn chết luôn. Thấy sao chú Bảy? Thấy đứng ở đó đó, đứng chỗ hàng rào vô đó. Có mấy giờ chú Bảy? Khuya khoảng 2 giờ mấy, gần 3 giờ rồi á. 2-3 giờ khuya ha. Rồi người đó nói là người ta không gạt đâu, người đó người ta thiệt tình lắm. Là có thiệt luôn. Có thiệt, người ta nói, nó học nhỏ, bán nhỏ cháu tôi, nhỏ cháu tôi nói cho tôi nghe, nó đừng nói nữa, dân ở đây chắc sợ luôn, không ai dám nói lại đâu. Buổi sau này hết luôn. Khoảng trong một tháng đó người ta sợ, ai cũng sợ hết trơn. Buổi sau này cũng hết luôn, bị hết luôn rồi đó. Nhỏ bà con tôi, ý tôi cũng vậy đó. Hai người đi một lượt một, ngoài người ta sợ độc, sợ hết luôn. Nhưng mà sao sợ chứ? Nó đi lấy bánh mì á, đi lấy bánh mì bán phía đó, 3 giờ mấy lộn, coi hạ đồng hồ chết, chưa đúng giờ đi, bị xe hốt cái một hai người, mã người ta đây nè, mã người ta kế đó, La Mộng Kiều đó, chỗ xanh đó. Đi một lượt rồi đó, bà đó cũng chỗ xanh đó nữa, bà kia thì tháp chỗ xanh đó. Hồi đó lần đầu nó lâu rồi, ở đây gần không, người ta làm không có khéo, người ta đâu có biết làm cùng hai người đó. Kế bên đó. Rồi cán là chết, mà hồi đó cũng bà đó cũng dữ dằn lắm. Dữ là sao chú Bảy? Nhát á. Nhát là sao chú Bảy? Nhát ta không, người nào cũng thấy rồi, mình không có tìm hiểu, mình không tò mò cái vụ đó. Mình cũng ở đây thấy vắng, thấy bà nữa, mình cũng, tôi thì không sợ đâu. Nhưng mà nghe người ta chia sẻ sao chú Bảy? Chú Bảy chia sẻ là con nghe chú Bảy. Có khi đi người ta thấy đến nhà người ta đồ đó, đi có thấy, có nhầm người, người ta thích thấy, nó không có đầu. Hồi đó tại vì xe nó cắn đứt đầu thiệt. Trời đất ơi, đứt đầu luôn á.
cắt được đỏ. Qua ghê. Ghê sao? Ghê vậy chú? Ừ, bữa giờ mấy người ta sợ. Là thấy đi mà không có đầu hả chú? Không, hồi đó xe bị cán nó vậy đó. Dạ. Mà người ta thấy đi nhà người ta không, hồi đó quen rồi y còn sống đó, y đi nhà người ta chơi đó. Dạ. Rồi những mấy người sợ là tưởng tượng là thấy là cũng như nằm trên bao này kia nọ, cũng thấy tưởng tượng là họ là sợ rồi, đúng là sợ rồi. Nghe nổi da gà. Lúc mà thấy đi là thấy đi không có đầu hả chú? Thiệt. Mấy người nằm trên bao á, thấy đi về là thấy không có đầu hả chú bạn? Thấy vậy đó. Đừng cho cốt vậy đó, bây giờ tôi đốt cho nó xuống, nó cho nó thành tro cho hết. Cũng như vậy đó. Tới tan rồi ra vậy đó, rồi tôi quét dọn không, tại vì cho tôi này đây đốt, tôi quét dọn ở đây chú bảy. Mấy cái tro than à. Ờ cái này tro than đó. Cốt cũng vậy, nó là thường người dân tộc á, người ta lấy chỉ đủ một tháp người ta thôi, tháp nhỏ thôi, còn dạ. Bao nhiêu đi theo cho đi theo đất đai. Vậy là theo ở, gió ở đây còn xương đây luôn. Ờ có, người ta lấy đủ là một tháp người ta không à. Tháp người ta tháp nhỏ vậy đó. À, còn bao nhiêu đây, còn người Việt mình có khi người ta đem đi hết mà đâu có hết, thố nó đâu có hết, thố người Việt lớn lớn gì đâu có hết, cũng bao nhiêu ta để ở đây. Có khi người ta những mấy người khác người Việt mình cũng có vậy, người hồi đó hồi còn thí dụ hồi còn chiến tranh đầu đó là cha mẹ mất rồi bắt đầu tìm hiểu không thấy đó, ta lại chỗ tôi ta xin cái này đó, xin để keo để người ta làm theo phong tục, làm theo dân tộc cũng có vậy. Nói sinh thì đi đây rồi thắp nhang rồi sinh đấy, cũng có đó tùy theo. Có khi vậy đó, nó làm cho sạch sẽ vậy đó. Con thấy cho đó bốc khói luôn rồi chú vậy. Tôi đốt á, đốt cho nó sạch sẽ. Cái nào mà còn vậy, thí dụ cho còn vậy đó, nó còn vậy khô, bắt đầu mình cào ra bữa mình đốt cái sạch sẽ đó, đốt hết nó thành nó sụp xuống vậy nè. Dạ. Đó, vậy đó. Nhưng mà khi xương mà đốt ra thì nó còn mục hay là nó còn không. Ở đây chú vậy? Đốt ra cái này thí dụ như vậy đó, đốt mình đốt ra xương dễ gì mà hết, không hết đâu. Nhưng mà phải mình rửa, mình tưới nước rồi xong xuôi nó mềm à. Cái này phải xương không chú vậy? Phải, xương. Đó mình sửa không đó là mình ôi. Đó, xương đó. Cái này xương ống nè. Đây một cục xương sườn gì nè. Cái này không phải đâu. Cái này là chắc này móng à. Móng tay quá. Ôi. Ở nguyên cái móng tay luôn. Trời. Móng tay. Này móng tay. Còn cái này chú bảy. Này gỗ hay là xương luôn? Cái này xương ốc nè. Ôi. Trời ơi, mình đã làm đẹp lắm chứ không phải mà vậy đâu, nó hang rửa nước rồi hang. Bự luôn. Rửa nước rồi nè, rửa còn rồi, có khi nó xịt dầu nữa, dầu thơm nữa. Rồi trong hũ đó nhầm cái ở dưới người ta lót tiền không à. Chú Bảy có thể chia sẻ lại ba cái món xương mà chú Bảy nãy vừa cầm lên chú Bảy. Ba cái món hồi nãy chú Bảy vừa bỏ xuống. Cái này món xương, cái này tai nè. Cái này xương ống nè. Dạ. Xương ống đây nè. Nó ống tai thí dụ ống gì đó. Ống tai hoặc là ống giò vậy đó, còn này móng tai mình dễ biết lắm nè. Cong cong vậy nè. Đó. Cái này là xương ống tai mình hen. À nó tưởng tượng vậy đó, đúng rồi. Vậy đó. Rồi thí dụ mình muốn thí dụ thấy dụ người ta nói làm cho hết đốt để cho hết cho nhiều để cốt ít, mình tùy theo mình sản xuất khác nữa, mình làm theo khách khác nữa. Còn những mấy người khó có khi ta để than đá vô, hàng nó dày quá ta để một hai cột than đá vậy đó, để cho bắt để cho nó mau lủng. Hàng dày nó khác, mình xài khác, cái này xài đủ chiêu đó, đâu phải là thứ một, nó nhiều thứ lắm. Đó, cái này tôi quét dọn, đấy, xung quanh này tôi quét dọn không, đó, cưa, cắt, đốt. Tại mình nó nghề ở đây, mình làm ở đây mà làm dơ rồi sao, mũi trò rồi, thôi. Ôi, lần đầu tiên mà con thấy cái xương luôn. Thấy, mà mới thấy ra. Ở đây giờ đó gần không á, đây mới tôi ở đây là 21 năm rồi, 2001 mà bây giờ 2022 vô 2022 tôi ở đây rồi đó là không có cái nào hết trơn, chỉ có một cái tháp này không, ở đây gần không á. Dạ. Ở đây cây cối, cây đụng đỉnh với ba cái tràm cái gì không à. Rồi ở đây không có gì đâu. Ở đây không có tháp cái nào hết trơn á. Ở đây toàn gần không à, không có chuột cái gì hết trơn á. Chung xung quanh đó cũng không có, chỉ là bốn tháp là tháp hồi xưa không, cha mẹ hồi xưa không, ta để có mấy tháp rồi. Cái này mới tháp này, tháp mau không à, sao này không ạ à. Dạ con cảm ơn chú Bảy ngày hôm nay đã dành thời gian ngắn ngủi để chia sẻ cho con về
cái công việc làm lò thiêu cũng như là những cái phong tục tập quán rất là tuyệt vời của người dân Khmer nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Hiện tại là cũng đã gần Tết rồi, thì con có chút tấm lòng như món quà Tết gửi chú Bảy mua chút bánh trái cho mấy em nhỏ ở nhà. Cảm ơn ha. Con xin chúc chú Bảy thật là nhiều sức khỏe. Mến chúc quý anh chị mà con cô bác đang xem trên kênh YouTube của Tình Vlog thật là nhiều sức khỏe để đón một cái Tết bên người thân và gia đình. Chào chú Bảy nha. Rồi chúc cho hai cậu cũng được mạnh giỏi làm ăn vô sự. Dạ. Cũng lâu tuổi già nữa vậy. Dạ. Cảm ơn chú Bảy nhiều.